Rồi ok, quay trở lại nhóm ngành dệt may nhé, cầu vào vẫn tương đối tốt này đi. Đó, anh chị nào sợ thì cứ chắc cốp thì cứ chờ cổ phiếu dệt may anh chị đánh, nhịp này nó dự giá tốt lắm, có VGT thì ngay gần rồi. VGT 14.8, 14.9 xem may sông Hồng thế nào. Hay giả may sông Hồng thì khó đấy nhỉ. May sông Hồng thì ngắn hạn này phá vỡ luôn quanh cái tầm khoảng 46.5 47. Nhưng nó lại cơ hội ở trong trung hạn. Đó, may sông Hồng. Nhịp này gãy quanh cái vùng Kijun 47 thì đâu đó là lấy trong giai đoạn này. May sông Hồng lấy 42 giá cực kỳ đẹp cho nắm giữ lâu dài luôn anh chị. Nó quanh quanh cái vùng này, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần 41.5 đến vùng 42 anh chị nhá. Nếu anh chị bắt cái vùng này có ăn thì nhớ donate em nhất nha anh chị nhá. Đây là vùng này là vùng mua nắm giữ lâu dài được đấy anh chị. Đó. Mua nắm giữ lâu dài được, dòng tiền vào giai đoạn này cực kỳ tốt rồi. Đó. May sông Hồng giá 42 cộng trừ quanh vùng này anh chị nhặt dần. TNG quanh giá bao nhiêu? Giá 22.2, 22.1 quanh vùng này cộng trừ 0,5 giá hoặc là một giá anh chị nhá. Rồi TCM. TCM quanh giá 45.5. Đó, anh chị sẵn sàng tinh thần, anh chị sợ thị trường sập, sợ thị trường chỉnh, anh chị cứ cược cho nhất, đúng không? Nhịp này room khuyến nghị của nhất vẫn đang nắm giữ anh chị nhá. TNG hay là TCM đúng không? VGT này, đó. Mới bán xong anh chị. VGT này mới bán xong, đúng không anh chị? Bán 50% xong. Đó. Chờ về đây mua lại. Đó, TNG mới bán xong anh chị. Đây, mới bán cái phiên ngày hôm thứ sáu. Bán đúng giá cao nhất. Nhịp này rung lắc điều chỉnh. Bán 50% nhé, còn nhất vẫn giữ nguyên TNG quanh vùng này 50%. TNG này, VGT này. Nhịp này lắc, nhịp này nếu có giá cực kỳ tốt quanh giảm 22 cộng trừ lại lấy được. VGT cũng vậy. Đúng không? May sông Hồng. May sông Hồng thì hơi khó khăn trong ngắn hạn một chút, đó. Năng nó vẫn còn những cái nhịp lắc tầm khoảng cộng trừ tầm khoảng hai giá là anh chị lấy nắm giữ lâu dài được đấy, được nhé. Đó anh chị nhá. Ok, nếu anh chị thấy cái video chia sẻ anh chị về những cái vùng mua hoặc là lựa chọn vùng vào đối với dệt may trong giai đoạn tới là hữu ích, anh chị có thể là giúp em nhất một like một tim đối với video này anh chị nhá. Ok, bên cạnh đó thì anh chị nào mà chưa có người đồng hành tham gia room khuyến nghị đồng hành cùng em nhất thì có thể là mở tài khoản dưới ID của em nhất là mã B592, hoặc là có tài khoản VUS rồi thì có thể chuyển 3 đến 5 giây về mã ID B592 để đồng hành cùng em nhất và anh em trong team trong giai đoạn tới anh chị nhé. Đó. Còn nhiều lắm, trong giai đoạn này thì anh chị nhiều cổ phiếu dòng tiền vào cực kỳ mạnh luôn anh chị. Trước mắt thì xác định đối với cổ phiếu của nhóm ngành dệt may nhé. Dịp này vận tải cảng biển nó cũng tốt này anh chị. HAH này anh chị này, HAH này chuẩn bị này, 40 cộng trừ thì giá quá đẹp, cộng trừ hai giá nữa thôi chị nhá. Đó. Kênh xu hướng dòng tiền vào là tốt rồi. Đó, có vận tải cảng biển nhịp này cầu vào cực kỳ tốt. Đó chị nhá. Đó, nhịp này mới xác định là HAH thôi anh chị. HAH quanh tầm khoảng 39.5 đến vùng 40. Có VSC nhịp này thì đâu đó nó lắc là hơi hơi sâu một chút này. Đó. Nhưng nó cũng về đến quanh vùng hỗ trợ mạnh trong trung hạn. VSC nhất cho rằng là quanh vùng 20. 19.5 về 20 là cái vùng thuận lợi cho vị thế trong trung hạn. Có nhịp này khả năng là lình xình rung lắc tích lũy này, có thể là lên hồi phục lên rung lắc điều chỉnh để tạo đáy tiệm cận đến cái vùng biên bên trên này trước khi tiếp tục một kênh xu hướng tăng trong trung hạn quanh vùng này. Ngắn hạn có những cái khó khăn nhưng cơ hội trong trung hạn cực kỳ lớn anh chị nhé. Đó, cuối tuần vừa qua là có làm video chia sẻ anh chị về một số các cổ phiếu rồi nói chị, một số cổ phiếu trong đó có cổ phiếu điện này anh chị. Đó, điện hôm nay nó cũng hồi lên rồi đúng không, mặc dù thị trường rung lắc điều chỉnh lắc trong đầu phiên thì hồi phục lên này. Cổ phiếu tiếp theo là PC1 đúng không, PC1 đó anh chị lấy luôn quanh cái tầm khoảng 28.2 cộng trừ này
rồi một số các cổ phiếu khác, PPC. PPC thì lắc thêm nhịp nữa, đúng không chị? 13, 14, 13, 14 là cũng ok này, nhiệt, nhiệt điện, anh chị nhá. Đó, thì nhất gợi ý cho anh chị như vậy là hai cái nhóm ngành là anh chị có thể mạnh dạn được, đặc biệt đối với anh chị nào mà mua trong ngắn hạn và kỳ vọng nắm giữ lâu dài từ giờ đến cuối năm, hoặc thậm chí là trong trung và dài hạn. Nhất cho rằng là các vùng này anh chị có thể cược được. Anh chị nhá, đối với những cổ phiếu anh chị lỡ trong giai đoạn vừa qua, không lấy được vị thế trong giai đoạn vừa qua, thì nhịp này, đối với nhịp thị trường rung lắc điều chỉnh này, cơ hội cực kỳ. Anh chị nhá. Đó là góc nhìn của Nhất thôi. Còn đâu nếu anh chị đâu đó là theo được thì anh chị theo, anh chị nhá. Đó là quyết định ở anh chị. Nhất thì gợi ý cho anh chị những cái vùng mà thuận lợi để anh chị xem xét đưa ra quyết định mua bán trong giai đoạn tới, anh chị nhá. Bầu hôm nay em vào 13.6 có được không? 13.6 cũng ok anh chị. Đó, ai dạ, mua 13.6 à. Còn lúc mà Nhất đưa lên room cho anh em lúc đó vẫn còn giá 13.3 mà anh em đu 13.6. Ok, cũng tạm được nhá. Nhịp này nếu anh em mà đu những nhịp mà nó kéo lên 13.6 thì anh em nhặt trước 50% rung lắc quanh quanh 13 thì nhặt dần nó cũng đỡ được tầm khoảng 4% đấy anh chị. À, vùng này là ok, nó khả năng là bầu thì nó rung lắc cộng trừ quanh vùng này cho nó một giá. Cho nên thiết lập vùng quản trị rủi ro tầm khoảng một giá là ok. Anh chị nhá. Cho cơ hội bắt đảo chiều đối với bầu, tiền nó cũng vào tương đối mạnh. Đó, cho nên những nhịp hoảng loạn này Nhất cho rằng là anh chị liều ở quanh vùng này nó còn cơ hội sáng hơn bầu nhặt ở quanh cái vùng đỉnh này. Đúng không chị? Nó mua đuổi nó có những cái khó khăn như vậy đấy anh chị. Đó, đánh trung hạn anh chị phải kiên nhẫn chờ đợi điểm mua. Còn đánh ngắn hạn anh chị đánh lướt ngắn hạn thì đâu đó ăn 3-5% hay 5-10% thì vẫn tuân thủ cái vùng kiểm soát rủi ro cắt chốt với tỷ lệ risk hợp lý anh chị đánh. Anh chị nhá.